Chào các bạn, mình vừa xem xong bộ phim Ôi Ma Ơi, một bộ phim kinh dị hài của Thái Lan. Cảm xúc khi xem trong rạp á thì khán giả vừa sợ với những cảnh kinh dị và vừa cười thoải mái với những cảnh hài hước, vui nhộn. Hài thì chắc chắn bạn biết là phim hài Thái Lan á thì cũng là nước châu Á nên là khi chúng ta xem thì chúng ta bắt tiếng cười dễ hơn. Rồi nói về kinh dị Thái Lan cũng là một trong những nước châu Á rất là phát triển về cái bộ phim về mảng phim kinh dị. Những lý do để đến xem bộ phim này á. Do cha cha u u lộn u xong nắp xoài à? Có diễn viên Sudarat là một diễn viên hài nổi tiếng ở Thái Lan với ngoại hình xấu xí. Thì cô này là mình cũng yêu mến cô này thì qua cái bộ phim như là Tiếng Gọi Tình Yêu mà. Rồi Ôi Ma Ơi phần 1, còn mình đang xem là phần 5. Rồi phim Đẹp Như Ma, và gần đây nhất là phim Không Phải Bóng Vừa Đâu. Một bộ phim được share rất là nhiều trong năm 2015 vừa qua. Thì cái bộ phim Ôi Ma Ơi phần 5 này cũng sẽ là những diễn viên trong phim Không Phải Bóng Vừa Đâu. Thì nếu các bạn cười với những tình huống hài hước trong phim Không Phải Bóng Vừa Đâu thì các bạn sẽ được một lần nữa thưởng thức với bộ phim Ôi Ma Ơi phần 5. Một yếu tố để kéo khách đến rạp đó chính là dàn diễn nam trong phim. Thì những cái trường hợp ví dụ như là đồng tính hoặc là chuyển giới thì đó là một chuyện bình thường và họ đang vào phim như là một cái tiếng cười duyên, một cái duyên của điện ảnh Thái Lan để cho thu hút khán giả và không có ý miệt thị hay là chê bai, và đây sẽ là đem tiếng cười và sự đồng cảm cho khán giả. Hôm nay là khu giặc mới cái nhìn kinh nắc ha lê for Thailand còn chứ mình chỉ mà tiền của nè. Mình xuống phải tham gia vàng hòa là bán mình là khá đi cái mà còn đấy. Bối cảnh chính của phim là một ngôi trường học được xây dựng theo kiến trúc phương Tây sang trọng và quý sĩ tộc. Thì bên cạnh quý sĩ tộc đó thì các nhân vật trong phim cũng quý sĩ tộc theo luôn, thì trang phục thay đổi liên tục. Yên đi tón rập thức thang khá sử rộng riêng Paramin Vithyakom nha khá.
ที่นี่ดูน่ารักนะวินเทจวินเทจthì ngoài ra thì có phân cảnh đám cưới thì cô dâu sẽ mặc chiếc đầm màu xanh con phim Cinderella của Walt Disney phim Lỡ Lan. Sự xuất hiện đặc biệt của Maleficent có hai cái sừng. Chẳng mì phương bên bỏ phí để chẳng thêm bị chui thờ. Nguyên, nguyên, nguyên. Nói về các bạn có nên ra rạp để xem bộ phim này hay không á, thật ra là phim Thái cũng giống như là phim những nước châu Âu á, thì sau khi phát hành rạp khoảng một tháng thì chúng ta sẽ được xem bản HD trên mạng, thì các bạn có thể không ra rạp xem phim cũng được.